Chào thầy và tất cả các bạn ạ. Nhóm của em là nhóm số 3 và sẽ trình bày cái tình huống số 3. Em xin nói sơ là bệnh nhân của em chiều tối qua có thêm một cái răng môn hàm dưới. Dạ. Và đêm qua đến sáng nay thì rất là mình chỉ cảm thấy nó sưng. Dạ. Nó đau nhiều ở cái chỗ vị trí của em. Dạ. Bây giờ em có thể tư vấn và bán cho chị. Dạ. Chị ơi, hôm qua mình đi nhổ răng về thì chị cho em hỏi là bác sĩ có cho mình uống thuốc gì chưa ạ? Hôm qua chị đi nhổ răng về thì lúc đấy thì răng không biết bác sĩ chưa cho thuốc gì. À dạ, năm nay chị được bao nhiêu tuổi nhỉ chị? Hôm nay được 35 tuổi. Dạ, nếu mà được thì chị có thể cho em coi cái răng của chị hiện tại được không ạ? À dạ, chị có thể khám nghiệm cho em. Từ qua về đến nay thì chị có thấy là trong người bị nó cứng lại hay là có cảm giác là rét hay sốt gì không ạ? Không có cảm giác gì hết mà chị thấy nó đau rồi, cái chỗ nó hơi sưng hoặc là đau cái chỗ nó đau rồi. Dạ. Chị cái đau của chị nó đau nhiều có từng cơn không hay là nó đau dần lên trên đầu hoặc là dần lên mắt hay là gì không ạ? Không, nó chỉ đau ở chỗ vị trí chứ nó không có dần lên đầu lên mắt gì hết. À dạ. Ngoài đau răng ra thì mình có bị bệnh gì kèm theo, ví dụ như là cao huyết áp này, tiểu đường này, hoặc là tim mạch, hoặc là đau dạ dày gì không ạ? Không, chỉ có một bệnh gì kèm theo mới đi khám sức khỏe, ổn định. Dạ. Hiện tại thì mình có đang dùng thuốc gì không ạ? Ví dụ như là thuốc tránh thai hay là gì nữa không ạ? Không dùng thuốc gì hết. Dạ. Thì sau khi mà qua hỏi chị và qua nhìn thực tế thì em thấy là của mình á là bị đau răng, bị đau do sau khi nhổ răng ở một cường độ trung bình và không có sốt. Hiện tại thì em nhìn á thì là cái vết thương sau khi nhổ răng cũng không còn chảy máu nữa và hiện tại thì chỉ có hơi phù nề lên một ít thôi. Thì em sẽ lấy thuốc cho chị. Đầu tiên á thì em sẽ cho chị dùng đó là có thuốc kháng sinh. Em sẽ dùng là clavulin 625. Sáng chị uống cho em một viên, chiều chị uống cho em một viên. Chị uống sau khi ăn. Rồi thuốc thứ hai á là có tác dụng giảm đau thì em dùng là ibuprofen 200 mg. Cái liều đầu á thì em cho chị là 2 viên. Sau đó thì chị uống trưa 1 viên, chiều 1 viên và những ngày sau thì chị uống mỗi lần 1 viên và ngày 3 lần cho em ạ. Thuốc thứ ba đó là alpha choy, thì cái alpha choy này nó sẽ giúp cho chị là giảm được cái viêm, giảm được cái phù nề trong cái da và nhanh khỏi hơn. Thì alpha choy thì em cho chị là 1 lần 2 viên, ngày 3 lần. Và viên alpha choy này thì chị uống cũng được, nhưng để tác dụng tốt hơn á, hiệu quả nhanh hơn thì chị ngậm dưới lưỡi cho em ạ. Dạ. Còn thuốc thứ tư đó là cái vitamin BB, thì em cho chị là liều 500 mg, thì mỗi lần 1 viên và 1 ngày 3 lần. Trong cái lúc mà em giải thích cho chị uống thì mà chị thấy chưa có chỗ nào á mà chị cần hỏi thêm thì em sẽ giải thích thêm ạ. Dạ. Vẫn cho em về cái cách vệ sinh răng miệng á. Dạ. 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 Tại vì hôm qua mình mới đi nhổ răng về thì chắc chắn là mình sẽ có cảm giác là đau nhức đúng không ạ? Ăn uống thì sẽ khó khăn đối với chị đúng không? Tối qua nó nhức từ chị có thấy nó bị mất ngủ hay là gì không ạ? Tối qua thì nhức cũng thỉnh thoảng chắc cũng thấy khó ngủ. Dạ. Mà đây là mới nhổ răng chiều hôm qua nên là ngày đầu tiên thì chị nên lấy một cái khăn có một cái cục đá ở trong chị có thể chườm, khi nào mà lạnh quá thì chị bỏ cục đá ra sau đó chị lại chườm lại cho em. Một ngày chị có thể chườm nhiều lần cũng được, không sao hết. Chị có thể chườm khoảng 5 đến khoảng 10 phút thì cũng được. Và ngày đầu tiên thì do là mình mới nhổ răng xong và răng của chị thì nhổ răng khôn, răng trong cùng, thì cái răng này là cái độ về nó hơi đau nhức so với những răng khác. Thì em khuyên chị là ngày đầu tiên chị có thể nghỉ ngơi cho đỡ mệt và cũng đỡ căng thẳng thì nó sẽ bớt đau hơn. Còn là chị có thời gian thì chị cứ chườm nhiều lần trong ngày, mỗi lần chị có thể chườm là 3 đến 5 phút thì cũng được. Chị chườm lạnh ngày đầu tiên cho em, rồi qua ngày thứ hai thì chị có thể chuyển qua để chườm ấm, ví dụ như là dùng khăn ấm chườm cũng được ạ.
trường. Còn trong ví dụ như là trong vệ sinh thì ngày đầu tiên chị Phương có dùng là xúc miệng bằng nước muối không hạt nhổ để làm tránh tổn thương thêm cái vết thương mà sau khi nhổ răng gây ra. Ngày thứ hai trở đi thì chị có thể là vệ sinh răng miệng là bình thường, nhưng mà cũng không nên tác động quá mạnh sẽ làm tổn thương cái răng của mình và gây chảy máu. Còn ăn uống thì chị có thể ăn những đồ dễ tiêu này, những đồ mà mềm, ví dụ như là cháo này, phở này, bún này, tránh không có dùng các cái thôi cháy như ví dụ là canh nóng hoặc là rượu bia thuốc lá này. Là chị có cần em tư vấn thêm gì nữa không trong quá trình uống thuốc ví dụ như là trong khi mà uống thuốc mà chị thấy ví dụ như là có ngứa hoặc là có cảm giác khó chịu hoặc là ví dụ như về nhà mà chị thấy thì sau uống thuốc xong rồi nó lại chảy máu hoặc là cảm giác thì khó chịu thì chị có thể gọi lại em và em sẽ tư vấn cho chị và hướng dẫn cho chị thêm hoặc là không có gì ạ. Tiền thuốc của chị là hết 125.000 ạ. Cảm ơn chị đã đến thăm thuốc của em và hy vọng là sẽ được ủng hộ chị trong những phần tiếp theo ạ. Em xin hỏi là nhóm nào hỏi không ạ? Thuốc điều trị Clarnitin 625 thì cái liều dùng của nó là một viên nhân với 3 lần trên ngày á, mà nhóm cho 2 lần trên ngày là tại sao vậy ạ? Với lại cái kháng sinh mà dùng có 3 ngày thì đã đủ liều chưa? Em thấy là cái trường hợp này của chị á, là chị đang bị đau răng và mới nhổ răng khôn về lúc tối hôm qua, thì sáng nay đã đi mua thuốc thì hồi nãy bạn chị không, tức là cái thời gian hồi tối sáng nay đi mua thuốc thì tức là mới bị đau. Thứ hai là cái trường hợp chị bảo thấy các bảo là đi khám điện ra để xem thì cái xương phùng này rất là ít nhẹ, thì trường hợp này có nên cầm theo chỉ là có nên cầm nhất sử dụng các xương các viên, tại vì em thấy cái ibuprofen của chị này cũng trong này không có tác dụng cả, vì vừa chỉ cần nó giảm đau đa số và các viên thôi thì liệu là có nên thay hay không, hay là các trường hợp này có cần thiết phải dùng các xương hay không? Cái này trường hợp thường bị đau răng này thì mình nên sử dụng cái loại giảm đau nào là ưu tiên, tức là gọi là ưu tiên mình nên sử dụng trước, nếu mà không hiệu quả thì mình dùng cái khác. Thì hay cái sao là những cái phần mà chỗ mà để giảm đau á thì thay bạn có dùng ibuprofen thì cái này là ưu tiên hay là có thể bạn thay thế loại khác được hay không? Tại vì cho mình dùng là ngày 2 lần thì là trong cái tình huống là chị tư vấn sĩ có nói với có kiểm tra của bệnh nhân là cái mức độ viêm không có nặng nhiều lắm, tức là cũng có nhưng mà không phải là quá mạnh, nếu có phải dùng đến 2 lần và tra cái liều dùng của thần tin thì công ty có đưa ra là 1 đến 10 trẻ em trên 12 tuổi người lớn chỉ có thể cái liều này là 1 lần là 2 lần được. Còn cái thời gian mà dùng này 3 lần là nhóm đưa cái này thì thông thường nhân được trả lời trên thực tế thôi, là khi mà bị đau răng khôn thì là nó lại bị đau răng tái đi tái lại nhiều lần. Thì trước khi mà đi có cái trường hợp mà nhổ cái răng khôn này đi thì thông thường nha khoa nào hoặc là bệnh viện lớn nào người ta cũng cho là uống kháng sinh trước để chống viêm nhiễm trước, xong đó thì mới bắt đầu là nhổ. Thường thường là uống 5 ngày hoặc là có bệnh viện này cho đến 7 ngày uống xong là một tuần sau mới quay về để nhổ cái răng khôn nó ra. Và nếu có thì sau khi nhổ thì cũng hầu là chúng ta trùng thì mới cho uống thêm 3 ngày nữa, và sau 3 ngày nữa thì có thể là tái kháng tiếp nữa. Còn cái chỗ mà cô cũng muốn là có thể dùng Tibu á, thì Tibu thì cũng có thể thay bằng cái thuốc khác, ví dụ như là Bada cũng có tác dụng này, hoặc là các cái nhóm Celecoxib như Celecoxib cũng có tác dụng luôn. Nhưng mà yêu pin thì vẫn là dùng Tibu, bởi vì nó có phân bố và vùng răng là tốt nhất, là nên là nhóm vẫn dùng Tibu và có thể dùng được những cái nhóm khác khi mà không có, hoặc là bệnh nhân này thì không có chống chỉ định hoặc là chỉ uống gì với Tibu thì nhóm vẫn dùng Tibu đi. Chị cho nếu một hỏi là cái bạn có sử dụng PDPBB trong trường hợp này thì cho em hỏi là lý do tại sao ạ? Ngoài cái kháng sinh Clarnitin ra thì trong trường hợp này mình có thể thay thế kháng sinh nào nữa không ạ? Thì câu trả lời là có, ví dụ như là dùng một loại hộp một các loại kháng sinh cùng nhóm cũng được, hoặc là nếu trong tình trạng mà viêm nhiễm nhiều nặng thì có thể dùng kết hợp giữa nhóm 21 cộng với Vito cũng được, nhưng mà dựa trên cái bệnh nhân như vậy thì nhóm em sẽ dùng là Clarnitin, em thấy là phù hợp ạ? Sau răng
toàn các bạn có hỏi cho chúng ta xong cái lượt này mà đóng vai thì vô đóng vai rất là kỹ ha, nghệ sĩ quan sang đánh giá rất là kỹ. Ok, về đăng túc thì mình nhận xét tí xíu. Hồi nãy bạn giải thích là tại sao bạn có hai ngày hai lần như thế này ta? Hả? Là cha trong cái tấm dẫn của nhà sản xuất của thầy thì là cái mức độ viêm của cái bệnh nhân này nó chưa có đến nỗi nặng quá mà có thể mấy ba lần. Đây cho thầy xem, thầy sẽ tự hướng dẫn. Các bạn nhìn đi nhìn lại. Ở đây là giống chung. Cái chỗ này hồi nãy các bạn giải thích qua 3 ngày thực ra mình thì sau cái tình huống thực tế các bạn đóng bài thì nó chưa hợp lý đúng không? Tại vì cái đó điều trị cho rồi bây giờ cho thêm 3 ngày thì thực ra nó chưa hợp lý đúng không? Cái việc mà nhổ kháng sinh ở đây là tại các bạn đã có dùng hay không, theo nguyên tắc là khi mà nhổ răng khô á thì hay là nhổ răng thông thường thì ta sẽ không cần phải dùng kháng sinh, đó là nguyên tắc chung nha. Nhưng mà đang thực tế người ta phải dùng không? Có. Tại vì sao? Rồi để đảm bảo an toàn cho cả hai, các phòng khám tư nó đều dùng hết các bạn. Tại sao vậy? Tại vì lượng nhiễm trùng thì phải bật nha. 1.000 ca thì là 1-2 ca nhiễm trùng rất là phức tạp, thành ra người ta sử dụng. Nhưng mà trong cái thực tế người ta không dùng kháng sinh, các bạn ha. Ta khuyến cáo không cần phải dùng kháng sinh. Thì dùng kháng sinh trong trường hợp này dùng kháng sinh có vai trò gì? Là ngăn ngừa thôi, dự phòng là chính các bạn. Tuy nhiên dù là dự phòng hay không thì các bạn phải dùng nó đủ liều nha các bạn. Do đó ở đây là chúng ta cũng giải thích là trước đây đã dùng rồi, bây giờ dùng 3 ngày là nó được ra là từ khi nó tổn thương nó xuất hiện ha. Và chúng ta muốn ngăn ngừa thì chúng ta phải sử dụng cho nó đủ thời gian nha. Thì trong trường hợp này có gì đâu các bạn, bây giờ các sự dùng kháng sinh đấy sao? Thì lấy sao hợp lý? Dạ, hồi nãy là trong cái lúc tư vấn đó, thì em nói là em sẽ cho thuốc 3 ngày và sau đó bệnh nhân sẽ quay lại. Thì nếu mà sau khi quay lại thì em sẽ kiểm tra xem kiểu mà tình trạng của em ổn rồi. Không có các trường hợp viêm nhiễm gì hết thì có thể em sẽ cho thêm 2 ngày hay là 5 ngày đủ liều. Còn đối với các thuốc giảm đau mà không có triệu chứng gì nữa thì thôi ạ. Là có vấn đề chọn cái nào xử lý nữa không? Không hay là không có vấn đề chọn cái sinh này. Cái phương án đầu tiên thì mình đồng ý rồi đó, còn phương án nào nữa không? Tức là nó đủ cái thời gian sử dụng thuốc. Ok, thôi mình tư vấn có hai cái lựa chọn ha, một là tôi bán đủ liều luôn, lưu ý này khách hai ngày thôi nhé. Hai là sau khi hết thuốc thì quay lại thì đúng là kháng sinh, nhưng mà thường quay lại nó rất là còn nhiều không rõ. Nên là thường mình sẽ tư vấn để chi? Tôi đã nói rồi nha, còn cái gì mà không tuân thủ lên thì tôi ăn đúng không? Tôi sẽ làm lấy thuốc là đúng được, còn cái gì cho cứ 3 ngày thì quay làm lương tâm mình sẽ tìm tới đó, cảm thấy khó chịu hiểu không? Mình cứ tư vấn hết mình chờ hết còn thôi, còn người ta đáp ứng như thế nào là gì cũng người ta quyết định, các bạn hiểu không? Nên trong trường hợp này mình có thể tư vấn đối với kháng sinh thì nhiều cũng khách 2 ngày em lấy cho chị đủ 5 ngày nha, em bỏ bệnh riêng 2 ngày em uống riêng này. Cái nào mấy thuốc mình tắt cái này là đủ nha. Chứ còn mà mình không tư vấn sau này mình thấy nó lột hộp lắm các bạn. Còn thì nói được cái đơn cái lượng dần sử dụng dùng này hay là chưa? Anh cho thầy xem. Không, từ hướng dần sử dụng chứ không phải là cái trang quét. Tại vì cái trang quét nó không có 1kg cái này nào đấy các bạn. Cái từ hướng dần sử dụng mặc dù chúng ta thấy nó nhỏ bé vậy đó, nhưng mà nó đóng rất nhiều con dấu, rất nhiều chuyên gia diệt qua từ đó nha. Tình tưởng dần sử dụng các bạn đừng qua cái hình ảnh đó, trong hình ảnh nó có một tưởng dần sử dụng các bạn coi cho đúng rồi hỏi ha, nhớ là đúng cái giường nha, thì đúng cái giường thôi mình tìm rồi. Thực ra không dấu trình thì người ta khuyến cáo đi mua liều nào, nhưng ở đây các bạn không cần đâu, các bạn chỉ bảo lại ba lần rồi rồi hai cái nó thuận tiện sử dụng, không cần phải lưu ý gì cả. Các bạn hỏi lý do tại sao dùng Ibu thì bổ sung thêm đó là Ibu là một trong những cái khuyến cáo trong đông liên quan đến răng miệng rất là nhiều ha. Tại vì lý do người ta nghiên cứu về lâm sàng sinh học, người ta nghiên cứu về dị tổng hợp á thì người ta thấy nồng độ Ibu tại cái mô răng rất là cao, thành ra là gì, khi dùng Ibu phải giảm đau kháng viêm nó tốt hơn rất nhiều so với các kháng viêm khác. Thế là cũng nói là tất cả NSA đều có hiệu quả giảm đau kháng viêm đối với răng, nhưng Ibu là cái thuốc mà liều thấp nhưng mà hiệu quả lại cao. Giống như tại sao con xương khớp các bạn lại chọn gì ạ? Minoxidil cam sẽ là một xíu để cầu lọc nắp. Tại vì sao nồng độ nó cao? Tại sao đau bụng kinh các bạn lại cho đi cầu lọc nắp? Đúng không? Tại vì các thuốc này nồng độ tại vị trí mà chúng ta muốn điều trị nó cao nha, hiệu quả nó sẽ cao hơn. Các bạn đã
thử chưa? Không phải là 875 với 125 là 1 gam là đồng ý. Nên là các bạn có thể chọn Para này, có thể chọn Vivo này, có thể chọn bất cứ cái nào, nhưng mà trong nhau người ta hay khá luôn luôn. Em không có giống gì vậy mà chỉ dẫn nha. Thực ra cái này cũng đã thử rồi. Trên tác nhân thì không thể nói được gì, nhưng mà thật ra là dùng cái điện cao tách được là tại Vivo nó thật sự hiệu quả cao hơn rất là nhiều thể năng các bạn nha. Rồi trong trường hợp này anh Pha Choi, anh Pha Choi thì lại bạn hỏi là nó khó cần thiết không? Anh Pha Choi chỉ đem là gì? Trà đi đồng ý. Nó có sẵn tầm hắn chứ. Có hai vị trí của anh Pha Choi. Một là bỏng. Bỏng các bạn bỏng hết. Bây giờ mình vô mình tìm cọc anh Pha Choi được gửi đây đọc sách. Mình đừng có đọc trang web đó, không có giới thiệu các bạn có tụng lung hết rồi. Có thể là các bạn cứ vô anh Pha Choi. Mình dùng cọc đây Long Châu, các bạn đừng qua xem cái đơn thuốc đó. Các bạn sẽ thấy nha. À, sau chấn thương của mình của họ. Đúng chưa? Nên trong trường hợp nhổ răng thông thường thì thật ra nó cũng không cần thiết. Nhưng mà nó trong trường hợp này các bạn, nếu mà nhổ răng khô thì người ta phải gì ạ? Tiểu phẫu, mài xương, cắt răng, lấy răng rất là can thiệp sâu hơn thì khả năng nó sưng nó mù, lúc đó dùng nó sẽ phù hợp với chỉ định hơn các bạn nha. Đó. Thì thực ra là trước giờ chúng ta dùng, tuy nhiên là các bạn có thể cân nhắc có thể dùng hay không. Ở đây không phải dùng hay sai, ở đây là chúng ta dùng nó phù hợp với tình trạng thôi. Các bạn đánh giá ở có sức khỏe nhiều có thể dùng để nhanh cải thiện. Ví dụ như là trường hợp mà cái khách hàng của mình người ta sắp đi gặp cái đối tác là có nhiệm vụ là phải dẫn dạy nói nhiều, tư vấn nhiều, đúng không? Thì cái việc này nó hiệu quả là phải nó giảm sưng nhanh và nó giúp cho công việc thuận lợi. Còn nếu không cần thiết thì chúng ta có thể là cắt nhanh nhanh chứ không phải lúc này sao nó phù hợp hay không thôi. Chúng ta phải đánh giá được thuộc viên thì theo tôi trong trường hợp chỗ thông thường thì cũng không cần. Còn nếu mà trường hợp mà nhổ hay thì sau thì có thể cắt nhanh. Trước kia nó còn chỉ định cho viêm họng nhưng mà sau thời gian cũng phải bỏ rồi, nó không có nhiều viêm họng nữa. Rồi vitamin BB là một viên ngày ba lần ok thôi. Sao tìm ra chưa? Ngày ba lần hết ok rồi đó. Khi đó thì mình sửa lại trong một lần thôi. Thực ra câu hỏi như này nó có lý do các bạn. Khi các bạn học cách sinh nó thực ra là các bạn học chưa đủ đâu. Sau này các bạn học, sau đại học nếu nó có thì các bạn sẽ học một môn gọi là DKPD kháng sinh. Thì người ta chia làm kháng sinh gọi là kháng sinh phụ thuộc vào nồng độ và kháng sinh phụ thuộc vào thời gian. Thì nguyên tố metalatam á là kháng sinh phụ thuộc vào thời gian. Có nghĩa sao? Có nghĩa là vi khuẩn tiếp xúc với lại kháng sinh nó càng lâu thì hiệu quả diệt khuẩn càng cao. Còn kháng sinh phụ thuộc vào nồng độ, ví dụ pinolone hay là aminolycosic á, là nồng độ càng cao thì hiệu quả diệt khuẩn càng tốt, không cần tiếp xúc lâu, chỉ cần độ cao là hiệu quả. Và đây là một kháng sinh áp dụng theo thời gian, cho đó mình phải duy trì được cái kháng sinh đó trên cái MEC để nó hiệu quả lâu dài. Là nó mới đảm bảo, đặc biệt là chúng ta đối với điều trị người ta hay thấy nó sử dụng đúng ngày ba lần hai các bạn ha. Còn nếu mà liều cao thì không cần phải suy nghĩ rồi, còn nếu mà liều thấp thì không cần suy nghĩ ngày ba lần các bạn sẽ thấy. Rồi tiếp theo trong nha khoa người ta dùng kháng sinh gì? Một là người ta dùng ammoc, ở Mỹ hiện nay người ta vẫn dùng ammoc thôi, do là Việt Nam hiện nay có thể tiếp cận với acid hydrochloric nhưng mà ammoc còn lại chẳng ai có phải ai. Hai là người ta sử dụng gì? Kết hợp giữa spiramycin và ketoacetazole. Thế thì tại sao như vậy? Chúng ta phải hiểu này. Tôi muốn các bạn phải hiểu kỹ tại sao nó như vậy, không phải dùng cái khác dùng cái này. Thì chúng ta sẽ quay lại. Khi các bạn dùng vaccine, các bạn nghĩ ra cái gì đầu tiên? Khi các bạn chọn một vaccine, các bạn nghĩ ra cái gì đầu tiên? Cái gì? Cái bộ tác dụng nó che được cái con vi khuẩn nào. Và trong răng miệng thì chúng ta hay gặp con vi khuẩn nào? Nha. Đó. Thì trong răng miệng chúng ta thì nó có hai con vi khuẩn hay gặp nhất, đó là Streptococcus mutans, cái con gây sâu răng đó chứ không phải con sâu đâu. Con vi khuẩn nó gây tổn thương men răng chứ không có con sâu nào hết nha. Thì đó là Streptococcus mutans. Tập sao biết vậy? Con lên 1 gram dương liên cầu. Thì đối với ammoc hoặc là spiramycin thì nó sẽ có phổ cấp phổ men cái con này. Con thứ hai mà gây cái hơi nồng nàn xong mình xét dậy á, tôi thấy nhiều khi mà ví dụ xét con
lý do là khi mà chúng ta giữ tư thế liên tục như vậy, nước bọt không tiết ra thì con gì? Cái con Pantherodes fragilis, tức là một con vi khuẩn kỵ khí, một con vi khuẩn kỵ khí nó lên men nha. Pantherodes fragilis thì hai cái con này là hai con phổ biến hay viêm nhiễm là răng và da chua. Do đó đối với amóc á thì bản thân amóc mặc dù nó là thể hiện rất là cũ rồi nhưng mà nó đáp được con stress và con Pantherodes tại vì nó tác động tay được con vi khuẩn kỵ khí, amóc nó tác động tay vi khuẩn kỵ khí. Còn Spiramycin nhé thì nó chỉ tác động đến gram dương thôi, thì cái nào đánh tới thì người ta bắt buộc phải kết hợp gì benodidazole để nó đánh cái con kỵ khí. Các bạn hình không? Nhưng mà nó chế ngay được tất cả những vi khuẩn thường trú trên răng miệng và nó ngăn ngừa nhiễm khuẩn ha. Và thường người ta cho kháng sinh đó trong trường hợp là nguy cơ nhiễm khuẩn cao tại con cá để an toàn, hai là nguy cơ bệnh nhân cao chẳng hạn cái gì, chẳng hạn đái tháo đường hay là tỷ lệ các cái bệnh tròn là thấp thì người ta cũng cho. Thế là ra trong trường hợp này người ta cho đến bây giờ người ta làm khuyến cáo hai loại kháng sinh này thôi, là nó cơ bản nó không cộng các bạn ra. Còn nếu mà có hợp cho amóc với lại cái meno thì nó hơi dương thì còn kỵ khí ha. Được không? Được, mà nó hơi dương, nếu mà chỉ qua cái màu liệt thì nó sẽ ok. Tức là người ta chọn nó có lý do các bạn ạ, nó không hơi sợ, muốn cho các bạn bị đau họng đi. Để chọn tác sĩ các bạn phải nghĩ là bị con gì, đúng không? Thì 90% đau họng bây giờ là do cái gì ạ? Streptococcus pyogenes, tức là còn viên gọt tại miếng người ta 90%, 10% còn lại là do không lọc còn không qua đường tình dục ha. Thế thì bây giờ chúng ta chỉ dùng cái amóc B người ta không còn quá tiếp mà là thế hiện ta phải hiểu được cái bộ cái gọi là cái khổ trong cái cơ quan đó để chúng ta chọn một cái sinh nha. Rồi các bài chỗ này hiện tại đây chúng ta ha miệng imo thì các bạn có thể dùng lại 35-200 alpha thì cân nhắc nếu có gì cần dùng ha. Rồi, cho mình BB. Ở đây thì các bạn biết được BB là gì rồi gì? BB tên gọi khác của nó là gì ạ? Vitamin B3 là niacin. Xong tổn thương nó sẽ giúp cho phục hồi vết thương rất là nhanh. Tại vì cái niacin, niacin là nó cấu thành các phân tử là NADPH và NADP. Do đó là nó là một trong những chất giúp phục hồi vết thương rất nhanh. Rồi ha. Còn hồi nãy các bạn hỏi một câu nữa là vệ sinh trong răng miệng ha, vệ sinh trong răng miệng thì thực ra là hồi nãy cái khách hàng chúng ta hỏi vệ sinh trong răng miệng thì thực ra cái này rất đơn giản thôi ha. Vệ sinh như bình thường, ta bàn tay đánh chỗ tổn thương là được rồi. Vệ xuống miệng bạn tư vấn và hợp lý ha. Tại vì chúng ta không nên xuống nước muối xử lý trong cái thời gian mà nó nang nó cũng máu đông sẽ làm cho lỏng lẻo và dễ bị máu trở lại. Ngày hôm sau thì vô tư 24 giờ mà nhẹ nhàng thôi. Còn ăn uống thì khách hàng cần biết, không phải nói. Đó là hai điều khác nhau, thời gian nó rất duy trì độ đó là một khác nhau. Đây là mình mới nói là phải ta thêm nhiều nha. Rõ ràng là chúng ta đặt đây bằng cách thì chúng ta lấy hai cái đó một cách khác rồi nha. Để ta sẵn sàng. Thực ra các bạn suy nghĩ xíu, các bạn tự nghĩ mà đúng không? Một ông là hàng brand name, một ông là hàng generic. Nào generic thì đâu có được vô brand name, bây giờ cho như vậy nữa không có hiệu quả sao? Đúng không? Không phải nâng nhiều lên, bán được hàng, hiệu quả vẫn được duy trì, đúng không? Thì nói theo cái chỗ này cho các bạn nghĩ mà không, nói nữa nó không còn không. Bây giờ cái cách cuối cùng là cái bóp ha. Thảo cố hiện cái này, thảo cái tiền thì nó là tương đương trong dược lý, nó có trong dược học nó có tương đương. Tương đương về học chất, tương đương về nhạc bào chế, tương đương về sinh thể dục và tương đương về kỳ. Không phải sinh thể dục đâu, tương đương về dược học và tương đương về kỳ kỳ nha. Ở đây người ta cũng làm được có cái tương đương này, nó không có tương đương này. Rồi mời nhóm 4, nhóm cuối cùng. Giờ phải đọc những khoa chống mặt bụng non cho các bạn. Đau đầu, đau răng, chống mặt bụng non. Đây là một dược sĩ, hai khách hàng, hai là một khách hàng, hai dược sĩ. Hai dược sĩ chiếm có một khách hàng. Đã còn đến cho chống mốt này, bỏ tay cho các bạn. Dạ, anh chào thầy, chào anh chị, nhóm
sẽ đóng vai tình huống của em là Tú sẽ đóng vai khách hàng chị ơi và Xuân sẽ là dược sĩ Tư Vân. Dạ chào chị. Chị ơi, chị bán thuốc say xe giùm em với. Sắp tới gia đình em đi về quê á, em cần mua thuốc say xe. Cho chị xin hỏi một số thông tin nha. Dạ, hiện tại là em cho biết là những người đi xe đó là bao nhiêu tuổi? Có em nay 30 tuổi, mẹ em 54 tuổi với lại bé con em 30 tháng. Thì đặt cái thời gian đi xe của mình là mấy tiếng hả? Em đi xe giường nằm khoảng 12 tiếng mới tới nơi đấy chị. Thì đặt có thai không hay là có cho con uống không? Dạ em không ạ. Thì những thành viên mà đi xe á, có ai say xe nhiều hay không em? Cũng ít thôi chị ơi, tại vì đi quãng đường xa nên em sợ em mua. Vậy có ai sử dụng và đang sử dụng thuốc gì hay là bị dị ứng hoặc là có bệnh nền gì không, em nói cho chị biết rõ hơn ạ. Em thì khỏe mạnh bình thường nhưng mà chỉ có mẹ em á, tại vì em từng bị cồn mắt á chị. Còn mẹ con em thì không sao ạ, bình thường ạ. Sau những gì mà em nói thì chị xin kê cho em một số thuốc như sau ạ. Bé 30 tháng thì sẽ có lactamin 1/2 viên. Một lần là em uống cho bé 1/2 viên ha. Cho uống trước 1 tiếng khi đi xe và lặp lại sau 4-5 tiếng. Tại vì thời gian đi khá dài đó, nên em đi lặp lại cho lần thứ hai ha. Mẹ em thì cũng có sử dụng lactamin 1 viên 1 lần, paracetamol 500mg 1 viên 1 lần và phạm la tâm 1 viên 1 lần. Mình cũng uống trước khi lên xe 1 tiếng và lặp lại sau 4-5 tiếng. Còn em say ít nên là chị cho em miếng dán Cocolamin 1.5mg em dán ở vị trí sau tai nha. Để lại hiệu quả tốt hơn thì dán vị trí sau tai. Chị cái miếng dán đó lắm, em dán trước khi lên xe bao lâu rồi? Em dán trước khi lên xe 4 tiếng rồi chị. Trong những thuốc mà em chị kê cho em đó, nó nếu mà lên mắt không? Là thì khô miệng em hỏi là lâu lâu thì nghĩa là cái này là tác dụng của thuốc thôi, chị nhắc thêm em thấy là trước khi lên xe là không có nên ăn nhiều, với lại ăn không có quá no, không có uống thuốc, uống nước có ga này, không uống rượu bia và thuốc lá trong khoảng thời gian đi xe nha. Còn bé của em á, thường thì đi xe người ta sẽ ưu tiên em bé nhỏ thì cho nó lên nước nguồn để hạn chế say xe á, còn là nguồn gần cửa sổ để cho thoát, nó để nhìn ra ngoài nó quên cái việc say xe của nó đi. Em có thể ăn các loại như là xôi, bánh mì hoặc là cầm theo cam hoặc là quýt đi lên xe, nếu mà lúc kiểu như nó không có mùi mua trên xe nhé thì nó bớt say xe đi. Còn em ít ăn những cái loại đồ nướng nhiều như kiểu bánh canh thì lên xe nha. Em có thể thêm kèm đậu hoặc là uống tạt, nhưng mà chị nghĩ là tổng là tiện hơn tại vì trên xe rồi em cầm cái sọ được luôn nha. Bên chị có bát chị ơi, thuốc của em á là em khỏi quay về á, cho nên là chị cắt hờ luôn cho em để lần sau em quay về em có uống luôn á. Thuốc của em hết 80 ngàn. Dạ em gửi, em cảm ơn ạ. Thuốc này thì vui vẻ nha. Mẹ bị cơn mạnh quá.
chị xin hỏi cái câu mà cái miếng dán Sco Balanding á, thì chị thấy là trong sách nó xin lời là dán sau mai ít nhất là 8 giờ trước khi lên xe, mà chị thấy giáo em nói là 4 giờ, thì cái đó nó có hợp lý hay không? Dạ, cho em hỏi cho nhóm Phan là tại sao mà trong cái điều trị á, thì trong cái trường học xe thì đối với bà mẹ, tại vì em đi dán rất là hiệu quả thiệt lợi, mà tại sao không dùng cho mẹ mà chỉ dùng cho một cái chị là con gái thôi mà không dùng cho mẹ? Dạ. Thank you.
Mình xin trả lời câu hỏi về lưu ý miếng dán khi sử dụng, đó là mình phải sử dụng trước 4 tiếng là đúng rồi. Và sau khi sử dụng thì mình cần phải lau sạch cái vị trí mà dán đó để dạ em bổ sung tiếp cái câu hỏi đó là của nhóm A hỏi á, là cái miếng dán thì nó có tác dụng trong vòng bao lâu, thì nhóm em trả lời là có thể có tác dụng trong vòng 72 tiếng với trường hợp là bạn không làm ướt cái miếng dán đó. Trường hợp là nếu mà muốn dán lại á, thì mình nên dán ở một cái vị trí khác mà không lặp lại ở vị trí cũ mình nên dán. Vị trí khác là vị trí chỗ nào không? Thật ra là cái miếng dán này nó có thể dán ở rốn, ở cái tay, nhưng mà để đạt hiệu quả cao nhất thì dán ở phía sau tay cho hiệu quả tốt nhất, thì mình không dán ở tay bên đây nữa thì mình có thể đổi qua dán ở phía tay bên kia. Đúng rồi, vậy thôi ha. Chỗ khác, chỗ nào thì mình đổi qua em thôi. À, thực ra cái miếng dán á, trong thời điểm 8 giờ là thời điểm rất là cũ rồi các bạn ha. À, cái thời gian tác dụng nó phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào công nghệ bào chế. Công nghệ bào chế. Trước đây người ta có những cái tác dụng nó không có giúp cho phóng thích nhanh được, nó không kiểm soát được. Thế thành ra là nó thời gian phóng thích nó chậm hơn, 8 giờ nó có hiệu quả. Thì sau này miếng dán Ariel thì người ta cứ cắm dán trước mấy giờ? Hả? 1 tới 4 giờ đúng không? Rồi bây giờ có những miếng dán người ta gọi là miếng dán thảo dược á, dán trước bao lâu? Các bạn có bán cái này không? À, dán trước 30 phút. À, đó thì tức là tùy thuộc vào cái miếng dược mà các bạn chọn, và nhớ là đọc cái hướng dẫn trước khi sử dụng, trong bài sử dụng xong rồi mới đọc lại hướng dẫn nha. Mình hay bị vậy đó. Thế thành ra là trong trường hợp này các bạn cho thì các bạn cho nó miếng dược ra từ trong trước sẽ một tiếng đó, thì nó phù hợp với miếng dược của chúng thôi nha. Rồi về dán thì các bạn nhận thích hợp lý rồi. À, thì miếng dán này tạo ra nó dùng cách dài, cho nên nó đơn là chúng ta phải gì cửa ra để hành cái tác dụng phụ ha. Thì để nói luôn là các bạn nhớ là có những nhóm thuốc có tác dụng phụ giống nhau này, giống nhau ha. Vậy có chống gì định giống nhau luôn, đó là tác dụng phụ kháng folic acid. Các bạn nhớ folic acid là gì không? Hệ gì nhớ không? Hệ đấu giống cảm. Kháng folic acid có nghĩa là liền đấu giống cảm, là chúng ta có tác dụng phụ chung này, nhớ luôn ha, đó là khô miệng, táo bón, huyết tiểu, nhị mờ. Được chưa? Khô miệng, táo bón, huyết tiểu, nhị mờ, đó là nhóm thuốc kháng folic acid. Bây giờ chúng ta phải dùng nhóm thuốc sau đây: kháng histamine cấp 1, thế hệ 1. Thế hệ 1 thôi nha. Scopolamine và thuốc chống trầm cảm bao vòng, đó là amitriptyline. Là những thuốc này là có tác dụng phụ đó là kháng folic acid, do đó cùng chung trong chỉ định và tác dụng phụ đó là khô miệng, táo bón, huyết tiểu, nhị mờ. Em xin trả lời câu hỏi là tại sao không dùng miếng dán cho mẹ? Thì thuốc dán thì mẹ bình thường thì cũng có thể sử dụng được thôi, nhưng mà khuyến cáo là không dùng cho người lớn tuổi, tại vì scopolamine có thể gây nên lú lẫn. Em trả lời cái câu mà tại sao không dùng miếng dán cho bé là tại vì cái scopolamine này là chống chỉ định cho trẻ dưới 8 tuổi nên không dùng được. Người ta học miếng dán mà có nhiều loại, có nhiều loại miếng dán khác nhau mà, đúng không? Có miếng dán thảo dược phải dùng cho trẻ được mà, đúng không? Trẻ mấy tuổi ta phải hay mà. Đa năng hỏi cái này thôi. Thì hỏi miếng dán nói chung mà. Bây giờ tôi hỏi miếng dán nói chung đi. Thì sẵn là mình học luôn. À, các bạn thấy cái miếng dán thảo dược á là nó cho dùng cho trẻ em đúng không? Phải không? Các bạn nào đọc đó chứ ta? Miếng dán thảo dược video gì đó. Các bạn có bán đó không? À, nhưng mà thay luôn là đó không nên dùng. Tại vì cái đó có gì trong đó các bạn biết không? Miếng dán nó có gì trong đó biết không? Miếng dán thảo dược á, nó có cái scopolamine nhất. Tại sao tôi biết? Tại vì có một chất trong đó nó sẽ có viên, nhưng mà nó viên là gì? Chiết xuất từ daturamenten, daturamen có nghĩa là gì? Cả một dương thì có scopolamine nhá.
mà scopolamine là chống chỉ định cho trẻ và người lớn, tại vì người lớn không phải chống chỉ định, nhưng mà như vậy giải thích đó, khi mà dùng nó có nguy cơ lún lẫn là gì, dán xong thì này không biết tự nhiên quay ngang tôi là ai đang đi đâu ở đâu làm cái gì ha, đó vì nó tác động tính kẹt thần kinh trung ương của bạn anh đây, cái này cũng không đang dùng cho trẻ các bạn anh. Tại sao có thể dùng được 30 phút, tại vì cái con thể bọn nhé, cái con không thích nhanh không thể nhanh đâu, cho nó hiệu quả đi sớm hơn nha. Dạ, thưa thầy là paracetamol 500 thì có thể sử dụng trong trường hợp say xe, tại vì những cái triệu chứng say xe thì nó thường gây là đau đầu rồi buồn nôn, nên là mình cho ra trường hợp này bình thường hợp lý thôi. Thì mình hỏi các bạn của mình coi, hỏi là say xe đi xe có đau đầu thì không, có chuyện gì không thì đỡ các bạn phải hỏi ha. Tức là nó mình sai từ lúc mà câu hỏi đây này luôn này. Rồi thì ra này các bạn chỉ cần dùng là trước khi lấy xe 30 phút là được rồi ha, tại sao vậy ta? Các cái viên uống này này, trước khi lấy xe 30 phút này các bạn đã thích chưa ạ? Tại sao vậy? Dạ thưa thầy, theo em thì thuốc nó còn phải có thời gian nó hấp thu và nó phát huy tác dụng của nó, cho nên là mình cái việc mình uống trước khi lên xe á nó sẽ tốt hơn. Còn mình lên xe nhiều khi bác tài họ thắt gấp đi thì nó thuốc nó chưa hấp thu nên là nó đâu ói ra ngoài là nên chưa có tác dụng, em nghĩ là vậy. Đó là thuốc dự phòng là chúng ta phải uống trước ha, và từ lúc mà uống vào cái đấy có khi nó đang đồng hồ lại thì chúng ta đã không uống ha. Rồi mày hỏi thêm cái câu gì mà chống chỉ định cho glaucoma, đó là sự mắt sao? Thưa thầy là giống như lúc nãy em đã nói, em đã giải thích rồi đó nè. Thật ra theo như tài liệu khuyến cáo thì là không có sử dụng trong trường hợp này, nhưng mà em sẽ có hai trường hợp đấy. Thứ nhất là mẹ em là tiền sử thôi, là đã từng giải quyết cái vấn đề này gồm rồi, nhưng mà hiện tại thì có thể là không bị nữa, cho nên là vẫn có thể sử dụng thuốc này được. Thứ hai nữa là hầu như là mấy cái nhóm xe xe này á là trong chỉ định chung thầy cũng nói là nó có trong một cái trong chỉ định thôi, thì bây giờ cái việc mà sử dụng thuốc hay miếng dán thì nó cũng như nhau cả thôi ạ. Thì em chỉ đưa ra cái việc là uống thuốc hay dán để cho nó đa dạng cái phương pháp cho mọi người lựa chọn thôi, chứ nó không có phải là bắt buộc phải dùng giống như vậy. Với lại là như em nói là uống á thì em có bổ sung thêm cái chế phẩm là phạm mặt tông á, nó cũng khỏe, trong đó nó có xăng á, nó cũng khỏe, phần nào nó cũng giảm bớt đi một phần cái tác dụng phụ của cái viên glaucoma rồi. Cảm ơn Tú. Thực ra là các bạn biết tại sao nó chống chỉ định không? Trong trường hợp bị thương mắt, chúng ta phải hiểu là chúng ta sẽ biết là hai người lựa chọn hay không. Ví dụ bệnh nhân nam là phì đại tiểu tiện liệt, phải hỏi nha. Chúng tôi cho uống xong là chẳng biết viện không tiểu nha. Đi không tiểu các bạn thì không tiểu được, phì đại tiểu tiện liệt mà dứt mấy lúc này vô là coi đi không tiểu luôn á. Rồi trong trường hợp bị thương mắt cả là lo con á, thì chống chỉ định các bạn biết tại sao nó dùng thì bị sao không? Dùng bị sao không? Các bạn biết vì cường mắt không ạ? Vì glaucoma biết các bạn đó không? Tức là bình thường ở dạ cầu chúng ta nó sẽ sinh ra một lượng thủy tinh, và thủy tinh đó nó sẽ đi ngược trở lại về hệ tuần hoàn để nó cân bằng cái áp suất của mắt. Khi mà cái lượng sinh ra nó nhiều hay là bình thường, nhưng mà lượng mà hấp thu ngược vào hệ tuần hoàn nó giảm đi thì áp lực tại mắt sao ạ? Nó tăng lên thì nó gây đau tức, và sau đó giảm thị lực và có thể dẫn đến mù lòa nha. Đó gọi là glaucoma. Thì khi mà mình dùng cái thuốc và kháng colin axit các bạn ha, thì nó làm cho đồng tử của chúng ta nó giãn ra, đồng tử nó giãn ra, và khi đồng tử nó giãn ra thì sao? Nó chặn cái con đường thoát thể dịch vào trong hệ tuần hoàn chung, và vô hình chung nó làm tăng cái áp lực gây tim mạch, và đó là lý do người ta chống chỉ định với đồng tử hai. Người ta cũng đã chống chỉ định rồi. Ví dụ tác dụng phụ tại chỗ khác đi thì mình có thể cân nhắc, nhưng ở đây tác dụng phụ ngay tại cái chỗ mà khách hàng đang mắc phải là gì đó không nên dùng. Thì không nên dùng thì dùng cái gì? Không nên dùng gì? Hả? Dùng gì các bạn? Hả? Đi kiếp sao? Đi kiếp sao? Là hơi nghe hả? Thôi dùng gì các bạn? Thực ra cái này là tôi có suy nghĩ tới, nhưng mà tôi chưa biết, tại vì cái này tôi chưa tra. Đó, cái đấy được thì các bạn tra cho tôi. Là nó có cái chai uống mà giảm giai đoạn xe á, chai nó dùng được không ta? Coi thì trong gì định nó bắt cái quan không nhá. Nếu không có thì dùng ở đâu? Còn không thì không nên dùng, cứ sợ nó say thoải mái rồi chấp nhận thôi. Bình thường. Hả?
Giờ là em chọc nguy cơ cao hơn để rồi. Đi tới nơi xong rồi cho mình để đi lại cái tăng nhanh lát. Hả? Nó đẹp vậy. Tăng yêu phụ của nó là gì vậy? À, lúc đó nó còn kinh khủng hơn là nó nói ha. Thực ra là chúng ta còn nhiều biện pháp khác để chúng ta hỗ trợ được, đúng không? Chẳng hạn như cái gì? Ở đó thì xung có bán nào là gừng rồi bỏ quyết. À, nói chung là tùy thôi, có người là thích chỗ đó, có người là khó cái chỗ đó cái đó thì tùy nha. Nhưng mà nó có biện pháp khác để giảm nhẹ. À, nếu được thì các bạn tôi thấy người ta tay hai tay đó là đeo khẩu trang xong rồi bỏ cái khẩu trang nó quyết xịt trong là hít đó cái có được không ta bắt người làm vậy ha, thì mình có nhiều cách để giảm nhẹ thôi và nó an toàn hơn ha. Thực ra là còn một cách nữa nó xử lý triệt để luôn, không có tác dụng phụ nha. Một cách nó xử lý triệt để vì sao con xe lớp mình ai sẽ con xe ra đưa tay được không? Ai bị xe con xe lên mà? Dạ hả, lớp có một cách để xử lý triệt để luôn. Nó làm gì không? Không? Ừ, mua xe lái, có một tài xế nào vừa lái vừa xe xe hết á. Không xe xe, khi nào cũng ngồi dưới. Còn lúc lái xe, ngồi dưới cũng xanh. Mô hình sai là đúng rồi, còn mô còn 3 năm là các bạn cũng sai. Rồi thôi, chúng ta cái ra cái đây, chúng ta đây các bạn ha. Bây giờ kiểm tra xíu về, kiểm tra nhau lương xíu về một bạn hai người ha. Các bạn quay các bạn giúp. Lưu ý là những bạn nào không có mặt của buổi ngày hôm nay là không được thi nha. Bạn nào đi đưa thi là coi như là phần mà không tiện khách là phần kiểm tra.